Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp giao ban với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh quý 1 năm 2024. Họp báo hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Nâng cao văn hóa đọc cho học sinh. Đắp đập trữ nước, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá các nội dung công việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trực tiếp cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã được triển khai thực hiện cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, một số nội dung chất lượng tham mưu chưa cao, chưa đảm bảo thời gian, chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội ở một số cơ quan đơn vị chưa cao. Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh khẩn trương tham mưu các nhiệm vụ được giao, chú trọng việc nâng chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản để phục vụ tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp rà soát thực hiện chặt chẽ đúng quy định về công tác nhân sự, tiếp tục lấy ý kiến, tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Văn Hậu cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát đảm bảo theo đúng quy định, quy trình, phối hợp trao đổi với các cơ quan đơn vị liên quan về thời gian và đối tượng giám sát để hạn chế trường hợp cùng thời điểm các địa phương đơn vị tiếp và làm việc với nhiều đoàn kiểm tra giám sát. Sáng nay, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị thông tin tuyên truyền và lắng nghe ý kiến nhân dân quý 1 năm 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông tin khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 năm 2024. Theo đó, mặc dù có những khó khăn thách thức nhiều hơn dự báo, nhưng tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt trên 5.800 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, đạt 30,2% kế hoạch, giải quyết việc làm mới cho trên 4.600 lao động, đào tạo nghề cho gần 1.800 người, tăng 16,6% so cùng kỳ. Tại hội nghị, các nhân sĩ trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong quý 1 năm 2024. Kỳ vọng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ lựa chọn được những người đủ tâm, đủ tầm và đầy nhiệt huyết tham gia công tác mặt trận. Các đại biểu cũng đề nghị các ngành địa phương có kế hoạch và giải pháp điều tiết nước hiệu quả trước diễn biến thời tiết nắng hạn, quan tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tội phạm công nghệ cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các nhân sĩ trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín. Đồng chí Lê Văn Bình cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục thể hiện vai trò tiếng nói của mình để chuyển tải nội dung tinh thần của hội nghị đến các tầng lớp nhân dân, tiếp tục lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh đến Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có thẩm quyền, qua đó tạo sự đồng thuận để hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp văn minh. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ninh Sơn.
Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025, huyện Ninh Sơn được phê duyệt hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Hòa Sơn và Ma Nới. Mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu 32m², có nhà vệ sinh, kết cấu đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng, nền cứng, khung tường cứng và mái cứng. Kinh phí hỗ trợ xây một căn nhà là 90 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng trên một căn, tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng và nguồn quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do người thân, gia đình đóng góp. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết. Đồng chí Lê Văn Bình cũng ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức cá nhân đã đồng hành hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho người nghèo, giúp bà con có nơi ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế. Đồng chí Lê Văn Bình đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục rà soát, thống kê những hộ nghèo, cận nghèo thực sự khó khăn về nhà ở để có kế hoạch hỗ trợ. Đối với các gia đình đã có nhà ở ổn định, cần chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Sáng nay, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát về kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 tại khu du lịch Hang Rái thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Hoàng Long ở thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị thời gian tới, các đơn vị doanh nghiệp cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quản lý, nhân viên, khách du lịch về lợi thế tài nguyên thiên nhiên, tiếp tục bảo tồn, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tự nhiên. Việc khai thác và triển khai các hoạt động du lịch phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm du lịch bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên để nâng cao chất lượng dịch vụ. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp báo hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Tham dự có đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và phóng viên các cơ quan báo chí. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, cảm ơn các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã luôn đồng hành phối hợp với tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng đối với các vùng địa phương trong việc tổ chức không gian phát triển, tạo ra một cơ hội mới, giá trị mới, động lực mới cho thời kỳ tới, là cơ sở để điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tại Ninh Thuận với chủ đề Ninh Thuận, miền đất hội tụ những giá trị khác biệt, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về định hướng quy hoạch phát triển các ngành lĩnh vực, giới thiệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi định hướng phát triển của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa quy hoạch. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển tải đầy đủ các nội dung chính của quy hoạch tỉnh, các tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Ninh Thuận, tạo sức lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sáng nay tại Thư viện tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kêu gọi các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc và tổ chức các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc, tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội học tập,
tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng lựa chọn và đọc sách phù hợp với từng đối tượng, góp phần xây dựng sở thích đọc và kỹ năng đọc, tạo thói quen đọc suốt đời cho mỗi người. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024. Ngày sách và văn hóa đọc tại Ninh Thuận diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 4, bao gồm các hoạt động như Hội sách chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, giao lưu tọa đàm với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong thời đại số, cuộc thi hùng biện về cuốn sách của tôi. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, điện thoại thông minh đã mang đến nhiều tiện ích. Mọi người có thể dành nhiều giờ để lên mạng tìm kiếm thông tin hoặc giải trí bằng các trò chơi điện tử. Chính những tiện ích này đã khiến cho nhiều người, đặc biệt là các em học sinh, dần quên đi thói quen đọc sách. Để khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho học sinh, nhiều trường học đã xây dựng triển khai các mô hình thư viện thân thiện, giúp học sinh có thêm nhiều không gian tiếp cận tri thức từ sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho học sinh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Không gian thoáng mát, trang trí ấn tượng cùng với nhiều loại sách được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Thư viện thân thiện của trường tiểu học Nhân Sơn, huyện Na Sơn được đầu tư xây dựng vào năm 2021 với kinh phí hơn 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Với hơn 1.300 đầu sách, truyện tranh, học sinh đến thư viện vào giờ ra chơi để tìm đọc những cuốn sách yêu thích. Bên cạnh đó, nhà trường còn bố trí luân phiên các tiết đọc sách chính khóa cho học sinh, đặc biệt là các em có thể mượn sách mang về nhà đọc. Đọc sách giúp con bớt căng thẳng sau giờ học. Con thường hay đọc sách của cổ tích, chuyện thiếu nhi và những người anh hùng. Sách thì được bổ sung hàng năm cho nên là rất là nhiều loại sách bổ ích, như là khoa học, lịch sử, cổ tích, cho nên là các em rất là thích đến thư viện để mà đọc sách, để mà trau dồi mở mang thêm cái kiến thức của mình. Cùng với thư viện thân thiện, trường tiểu học Nhân Sơn còn xây dựng mô hình thư viện xanh trong khuôn viên sân trường. Vào giờ ra chơi, học sinh có thể chơi các môn thể thao hoặc chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng trong thư viện xanh, cùng nhau trao đổi về những cuốn sách hay, những câu chuyện cổ tích. Nhà trường sẽ cố gắng là làm tốt công tác xã hội hóa để tăng thêm cái nguồn truyện từ các cái nhà tài trợ để làm sao để duy trì cái văn hóa đọc rồi cái phong trào đọc sách cho học sinh ngày càng phát triển hơn. Còn tại trường tiểu học Đại Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, ngoài thư viện chung của trường, tại mỗi lớp đều thiết kế xây dựng mô hình góc thư viện với cái đầu sách được phụ huynh và học sinh đóng góp. Bạn đem sách đến đọc chung rất là vui và hay thảo luận. Giờ đây chơi thì con cùng các bạn ngồi một góc thư viện để đọc truyện và lấy những quyển truyện hay để đọc. Có một cái góc thư viện riêng của cái lớp đó để tất cả các em học sinh là đem sách, đem truyện ở nhà lên lớp đọc sách và trao đổi với các bạn những quyển sách hay. Thì cái thời gian rảnh, ví dụ giờ ra chơi thì có một số em là lên thư viện để đọc sách, nhưng cũng có một số em là ngồi tại lớp cũng có cái góc thư viện đó để các em đọc sách. Hiện toàn tỉnh có 298 cơ sở giáo dục, từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, tất cả đều có thư viện. Việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện, thư viện xanh trong trường học là một trong những giải pháp giúp học sinh duy trì thói quen đọc sách, góp phần lan tỏa và nâng cao văn hóa đọc cho học sinh. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ban tuyển sinh quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển đợt 1 cho các thí sinh dự thi tuyển sinh quân sự năm 2024. Trong sáng nay đã có 59 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào các trường quân sự năm 2024 đến khám sức khỏe, trong đó có 4 thí sinh nữ. Kết quả thẩm định hồ sơ, 100% thí sinh có lý lịch chính trị đảm bảo yêu cầu. Phần lớn thí sinh đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định. Hiện nay, Ban tuyển sinh quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký của các thí sinh. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 5 năm 2024, Ban tuyển sinh quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm tiếp tục tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển đợt 2, đồng thời tổ chức xác minh lý lịch cho thí sinh dự thi, đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh quân sự trước ngày 25 tháng 4.
qua đó nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn toàn diện về chính trị, phẩm chất, đạo đức, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi phù hợp vào đào tạo tại các trường quân đội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng và xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai đoạn mới. Từ giữa tháng 3 đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không mưa, tổng lượng mưa thiếu hụt từ 90 đến 100% so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Cũng trong khoảng thời gian này, mực nước các hồ trên địa bàn tỉnh giảm nhanh. Tính đến 7 giờ sáng ngày 19 tháng 4, tổng dung tích 22 hồ khoảng 171 triệu mét khối, đạt 41% dung tích thiết kế. Trong đó, hồ Âm Kinh, CK7, Bào Ngứ, Suối Lớn, Sông Biêu đang ở mực nước chết. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, tổng lượng mưa thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm, từ 20 đến 40%. Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2024, dòng chảy của các con suối cũng sẽ xuống thấp nhất. Nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Trước nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định công tác ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, với tinh thần chủ động tích cực và mục tiêu không để người dân thiếu nước sinh hoạt, thiếu đói, phát sinh dịch bệnh, quản lý sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, chăm sóc, bảo vệ và hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng vật nuôi. Trong điều kiện xảy ra nắng hạn gay gắt nghiêm trọng, cần tập trung ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt cho người dân, nước uống cho gia súc gia cầm. Thưa quý vị và các bạn, do nắng nóng kéo dài nên trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn đã xảy ra tình trạng hạn cục bộ, nguồn cung nước sinh hoạt bị gián đoạn. Để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Hòa Sơn đã kích hoạt phương án chống hạn. Giải pháp khơi thông dòng chảy, đắp đập trữ nước ngay giữa sông Than đang được địa phương triển khai khẩn cấp. Sông Than là nguồn cung cấp nước thô cho nhà máy nước Hòa Sơn, nay đã cạn. Dòng sông chỉ còn những vũng nước nhỏ. Ngay chân đập, vị trí hồng lấy nước đã cạn nên từ trưa 18 tháng 4 đến nay, nhà máy nước Hòa Sơn phải tạm dừng việc cấp nước. Hiện nay do tình hình nắng hạn gây gắt cho nên không có lượng nước bổ sung cho cái nguồn nước của sông Dầu, sông Than này. Trong thời hạn từ đây cho đến tháng 7 mà không mưa thì chắc chắn cái nguồn nước nó sẽ hết. Do vậy, chúng tôi đã ngăn đập để mà chống hạn, bơm nước cho người dân. Trong điều kiện bình thường, nhà máy nước Hòa Sơn đảm nhận việc cấp nước sinh hoạt cho 1.165 hộ dân với công suất từ 600 đến 650 mét khối trên một ngày đêm. Việc tạm dừng cấp nước đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhiều người phải đến nhà máy nước Hòa Sơn chở từng can về sử dụng. Những hộ khác phải dùng can nhựa, thau, chậu để trữ nước dùng cho sinh hoạt. Có thùng, có thau, có cái gì là đem ra trữ nước hết. Mà cũng chỉ được có mấy nhiêu thôi. Bây giờ có tiết kiệm cho cùng đi chăng nữa thì cũng sử dụng được trong một ngày thôi. Trời đã vậy nắng nóng đây nữa, thành ra là sử dụng nước nó sẽ nhiều hơn. Ngay trong sáng ngày 19 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã Hòa Sơn đã huy động máy múc khơi thông dòng nước từ thượng nguồn sông Than dẫn nước về, đồng thời đắp đập trữ nước để cung cấp nước thô cho nhà máy nước Hòa Sơn. Nếu không đủ nước cung cấp, Ủy ban nhân dân xã Hòa Sơn sẽ chuyển sang phương án 2, dùng máy bơm chuyển nước từ hồ sông Than sang sông Than, sau đó đẩy nước về nhà máy nước Hòa Sơn. Dự kiến chiều tối ngày 19 tháng 4, nhà máy nước Hòa Sơn sẽ nối lại việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Trong điều kiện nắng hạn, nguồn nước thô bị đục, đóng rông, nên nhà máy nước Hòa Sơn sẽ tăng cường việc xử lý hóa chất, đảm bảo cung cấp nước sạch và tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là phát huy tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Nhờ đó đến nay, đã có nhiều địa phương trên địa bàn huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Tân Sơn sớm hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại 4.
Trong ngôi nhà đang sửa, chưa kịp sơn, bà Lan hào hứng nói về con đường vừa được đầu tư xây dựng trước nhà mình. Con đường bụi bặm, lầy lội trước kia đã được thay thế bằng con đường bê tông kiên cố, rộng rãi, sạch đẹp. Nhiều gia đình sống dọc hai bên đường cũng tự nguyện chặt cây trước nhà, hiến một phần đất để làm hệ thống thoát nước. Dân ở đây vui mừng dễ sợ, việc là quá sung sướng luôn, không còn gì bằng. Cũng nhờ nông thôn mới mà hôm nay chúng tôi đã được như vậy. Hiến đất làm đường giờ trở thành phong trào chung, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện đã vận động nhân dân đóng góp trên 17,4 tỷ đồng, hơn 5.600 mét đất để xây dựng các tuyến đường. Người ít thì vài mét, nhiều thì vài chục, vài trăm mét. Cá biệt có hộ hiến đất cả nghìn mét vuông. Những con đường mở ra làm thay đổi diện mạo nông thôn mới và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Người bà con dân ai cũng đều hiến đất như vậy. Mà ở nhà mình thì mình cũng hiến đất rồi, hiến bao nhiêu thì mình hiến bấy nhiêu. Đường là nó mở du lịch rồi khách xe chạy rồi nhộn nhịp vui lắm. Tại thị trấn Tân Sơn, những tuyến phố văn minh đô thị như thế này xuất hiện ngày càng nhiều. Sống ở tuyến phố văn minh Tà Bu Cương, ông Lưu và nhiều hộ dân khác tại khu phố 3 đều rất phấn khởi vì được sống trong môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự. Ông Lưu cũng luôn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các quy định của Ban công tác Mặt trận khu phố đề ra. Cá nhân tôi đầu tiên là tôi ủng hộ đồng tình rất cao cái chủ trương này. Cái thứ hai là về gia đình, là tôi tuyên truyền vận động gia đình và con cháu, kể cả những người dân xung quanh, tức là cùng cái khu sống với mình đó, làm sao thực hiện cho tốt cái nhiệm vụ. Khi lòng dân đồng thuận thì không còn việc gì khó. Điều này đã được minh chứng qua việc huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở huyện Ninh Sơn. Đến nay, 6 trên 7 xã của địa phương này đã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thị trấn Tân Sơn đạt 48 trên 52 tiêu chuẩn đô thị loại 4. Huyện Ninh Sơn đạt 5 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tiếp tục công tác cái tuyên truyền, cái vận động hướng về địa bàn của khu dân cư và cái tập trung là cái xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. Và tiếp tục là cái phát huy các cái phong trào thi đua yêu nước, phát động cái quỹ người nghèo và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Theo lộ trình, đến năm 2025, huyện Ninh Sơn sẽ có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thị trấn Tân Sơn đạt chuẩn đô thị loại 4. Đây cũng là động lực để Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Sơn tiếp tục phát huy vai trò trong việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức dân cùng tham gia góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 4 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ.
Khu vực huyện Ninh Sơn, Bác Ái mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2 có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển tỉnh Ninh Thuận mây thay đổi không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường.